Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và các sở ngành chức năng đã kịp thời hỗ trợ cho các chủ thể mở rộng sản xuất, xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP, tạo thuận lợi cho quá trình tiêu thụ rộng khắp trên toàn quốc. Đây là buổi khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên năm 2022 do Sở Công Thương tổ chức, được truyền trực tuyến tới 5 điểm cầu là các siêu thị trong toàn tỉnh. Hoạt động này nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP đã được chứng nhận của tỉnh Hưng Yên đến với đông đảo khách hàng. Mục đích là kết nối giữa các doanh nghiệp cũng như các tổ chức cá nhân sản xuất các sản phẩm OCOP đến trưng bày và bán sản phẩm tại các điểm mà Sở Công Thương cũng đã hỗ trợ xây dựng. Cửa hàng chúng tôi là gần chợ, thế là được giới thiệu của các anh Sở Công Thương, thế là chúng tôi sẽ đưa cái sản phẩm này đưa đến tay bà con nhân dân này, tiếp cận được với các cái sản phẩm tốt nhất này của Hưng Yên mình sản xuất ra để thúc đẩy sản xuất được tốt hơn. Không chỉ bán hàng trên các sàn thương mại điện tử thông qua mạng xã hội, một số cửa hàng ở Hưng Yên đã sáng tạo trong việc quảng bá giới thiệu sản phẩm. Đây là mô hình cà phê kết hợp với giới thiệu bán đặc sản Phú Hiến là các sản phẩm OCOP, mật ong, lòng nhãn, hạt sen tại thành phố Hưng Yên. Khách hàng đến đây được giới thiệu các sản phẩm để mua về làm quà hoặc tặng cho bạn bè. Cửa hàng cà phê và bên cạnh đó nó kèm theo là showroom xuất xưởng sản phẩm của tỉnh để quảng bá giới thiệu những sản phẩm nông sản chất lượng cao OCOP của tỉnh Hưng Yên đến với bạn bè trong tỉnh cũng như từ đó là giới thiệu rộng hơn đến với những bạn bè ngoài tỉnh. Chỉ dẫn địa lý, tem chứng nhận sản phẩm, đảm bảo an toàn về vệ sinh thực phẩm, chất lượng tốt cùng với mẫu mã đẹp là những điều mà các khách hàng hiện nay đang rất quan tâm đến sản phẩm. Và qua điện thoại thông minh, họ đều dễ dàng biết được. Đây cũng là những yếu tố mà các sản phẩm OCOP tại Hưng Yên đáp ứng được. Mọi người đều dùng cái mã QR để ra được địa chỉ và nơi sản xuất. Cái sản phẩm OCOP của Hưng Yên này tất cả là đều có ở trên mã QR thì đều chiết xuất ra được nguồn gốc rõ ràng và cụ thể. Thế nên là mọi người đều yên tâm để mua hàng. Hiện nay Hưng Yên đang có 140 sản phẩm được công nhận OCOP của hơn 50 chủ thể, trong đó 25 sản phẩm đạt hạng 4 sao. Dự kiến trong tháng 12 này, các ngành chức năng sẽ tổ chức đánh giá xếp hạng và công nhận hơn 50 sản phẩm khác. Theo số liệu thống kê của Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ, Hưng Yên nằm trong top 10 địa phương có số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu nộp tại Cục nhiều nhất trong giai đoạn 2011-2020. Song hiện nay, toàn tỉnh vẫn chưa có nhiều sản phẩm có chỉ dẫn địa lý và các nhãn hiệu cộng đồng được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.